Một sự khởi đầu có thể nói là tuyệt vời của huyền thoại Zico với Hoàng Gia Lai. Trận đấu đã bắt đầu. Hoàng Gia Lai trong trang phục áo vàng, quần vàng, tất vàng ở bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì Hải Phòng với trang phục toàn đỏ ở phần sân bên phía tay trái. Ngay ở những giây đầu tiên thì Xuân Trường và các đội đã tràn sang phần sân của Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà họ mất đi hai cầu thủ ngoại binh trên hàng tấn công là Diego và Jemeling. Diego thì giãn cơ đùi, còn Jemeling thì đau gì cũng thực sự là khó biết. Có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, có những vấn đề liên quan đến giãn cơ. Nguy hiểm! Một pha bóng mà các trung vệ của Hoàng Gia Lai đã mắc lỗi. Phán đoán chạy bóng rất hay, một đường chuyền bóng rất chất lượng của Văn Hạnh. Chúng ta không thường nhìn thấy những đường chuyền như vừa rồi của Văn Hạnh. Hoàng Gia Lai đang kiểm soát bóng khá tốt. Minh Vương! Minh Vương gần đây luôn có những tình huống xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương rất hay. Trong cuộc đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh thì bàn thắng khai thông thế bế tắc cũng đến từ một pha băng lên xâm nhập trung lộ rất tốt của Minh Vương. Đẳng cấp của một cầu thủ đã được đào tạo ở các cấp đội trẻ của Hamburg đã cho thấy sự vững vàng và chắc chắn nơi hàng thủ. Lối chơi của Kim Dong-su vừa có sức mạnh vừa có sự thông minh. Brandao! Sai lầm của Areno. Minh Vương! Không phải, đó là Văn Toàn. Tuyệt vời, bàn thắng thứ tư của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Một sai lầm rất đáng tiếc của Adriano Smith và Brandao đã băng lên dứt điểm một cách rất chính xác. Tuyệt vời. Văn Toàn đang cho thấy phong độ đỉnh cao của mình ở mùa giải năm nay. Đây đã là bàn thắng thứ tư của tiền đạo này trong màu áo của Hoàng Gia Lai. Anh vươn lên danh sách những người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng phố đối. Không có một sai lầm nào trong tình huống xử lý của Văn Toàn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ tình huống băng lên khống chế bước 1, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc xa trước sự bất lực của thủ thành Phan Đình Vũ Hải. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin của Văn Đào. Những chạm không chia bóng ở trong khu vực cấm địa của Văn Toàn là rất hay. Chạm đầu vừa đủ, chạm thứ hai gạt qua và chạm thứ ba là chạm dứt điểm vào góc xa. Khoảng trống rất gọn gàng. Văn Toàn đã cải thiện rất nhiều khả năng xử lý bóng trong khu vực 16m50. Ở một mùa giải trước, có thể đâu đó anh còn vội vàng, còn hấp tấp. Nhưng ở pha bóng vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy được sự lạnh lùng, sự chuẩn xác. Rất hay Thành Đồng. Pha qua người cực kỳ gọn gàng, pha gần. Thành Đồng không được. Pha lùi về hỗ trợ tấn công, pha lùi về hỗ trợ phòng ngự rất hay của Công Phượng. Vẫn là Thành Đồng. Pha gần. Không được. Lần này thì cú đá của Fagan đã không thể vượt qua được Kim Dong-su. Đó là một pha cản người không bóng của Kim Dong-su. Và nếu như trọng tài tinh ý hơn thì hoàn toàn có thể thổi trung vệ Hàn Quốc trong pha phạm lỗi vừa rồi với Thành Đồng. Hồng Duy. Pha xử lý kỹ thuật quen thuộc của Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây cũng là trận đấu thứ 7 mà Hồng Duy, không phải, trận đấu thứ 6 Hồng Duy ra sân trong đội hình chính thức của Hoàng Gia Lai. Xuân Trường. Xuân Trường đã từng có một bàn thắng rất đẹp trên sân Đồng Lạch Chay. Nguy hiểm. Không vào. Rất tiếc là Memovic lại dứt điểm ra ngoài trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà bộ đôi trung vệ Kim Dong-su và Memovic đã phối hợp với nhau rất bình tĩnh trong khu vực 5m50 của đội chủ nhà. Lỗi thuộc về Vũ Hải và một cầu thủ phòng ngự bên phía Hải Phòng. Họ đã thiếu quan sát, họ đã va chạm với nhau. Kim Dong-su hoàn toàn có thể dứt điểm vào khung thành trống. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là tình huống va chạm giữa Vũ Hải và Văn Hạnh. Lỗi thuộc về Văn Hạnh nhiều hơn từ một tình huống thiếu quan sát. Anh đã va vào Phan Đình Vũ Hải. Kim Dong-su rất bình tĩnh trong tình huống này. Nhưng hơi tiếc là đường truyền của Dong-su lại đi cao. Nó khiến cho
khả năng dứt điểm của Memovic bị hạn chế. Năm ngoái khi đến với Hoàng Gia Lai ở giai đoạn đầu, Hữu Tuấn còn chuệch choạc và cũng mắc khá nhiều sai lầm. Thậm chí trận đấu đầu tiên gặp Sài Gòn, Hữu Tuấn cũng chính là người đã để mất bóng và khiến cho Đỗ Melo giành bóng và xông thẳng vào trung lộ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đó. Sau sai lầm đó thì Hữu Tuấn đã trở lại một cách rất vững chắc và bây giờ trở thành một mắt xích không thể thiếu của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Brandao, đường chuyền tuyệt vời của Công Phượng. Brandao hơi dài một chút. May mắn cho Hải Phòng là Brandao đã khống chế bóng dài trong nhịp bóng vừa rồi. Và cũng phải có lời khen cho Vũ Hải. Hữu Tuấn, Xuân Trường, pha gần rất nhịp nhàng. Martin Lò, vẫn là Martin, hơi chậm, không vượt về. Hữu Tuấn, pha gần, Thành Đông tìm khoảng trống, không được. Lần này thì trọng tài đã chính xác với pha xử lý của mình. Bóng chạm Thành Đồng trước khi đi hết đường biên ngang. Xuân Trường, Trung Hiếu, Martin Lò. Ngày hôm nay là một trận đấu mà Martin Lò tiếp tục lại thi đấu rất mờ nhạt. Anh chìm ghìm giữa hàng tiền vệ của đội bóng áo vàng. Hồng Duy đá rất căng nhưng không thể chiến thắng được Phan Đình Vũ Hải. Vũ Hải đã có được một pha phản xạ xuất sắc. Cú đá rất chất lượng của Nguyễn Phong Hồng Duy nhưng đã không thể giành chiến thắng được thủ thành Phan Đình Vũ Hải. Đó là một cú đá hướng đến góc gần và Vũ Hải đã chơi tập trung. Lúc này cách tấn công hiệu quả duy nhất của Hải Phòng vẫn là những tình huống hướng đến vị trí của pha gan. Minh Vương, Minh Vương quan sát rất kỹ bên trong. Nguy hiểm, 2-0, 2-0 cho Hoàng Gia Lai. Minh Vương đã quan sát rất kỹ bên trong, nhìn từng cầu thủ một và sau đó thì đặt trái bóng một cách chính xác đến đầu của Brandao Washington. Hoàng Gia Lai càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm và sắc sảo. Lúc thăng hoa họ cũng có thể ghi bàn, nhưng khi mà đang có một thế trận cực kỳ chặt chẽ thì Hoàng Gia Lai vẫn biết cách khai thác những khoảng trống của đối thủ để đưa ra những đòn kết liễu một cách vô cùng sắc sảo, giống như cách mà Minh Vương đã thoát đi ở phía cánh phải trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là những pha xẻ nách quen thuộc của Văn Thành. Minh Vương ngắm nghía và sau đó thì thực hiện một tình huống cứa bóng cực kỳ điệu nghệ. Bóng loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của Hải Phòng đến vị trí Brandao rất trống trải ở phía sau lưng. Ở góc quay này chúng ta sẽ thấy hay hơn. Văn Toàn ở vị trí đỉnh và Brandao thì lại di chuyển đón ở phía sau. Cú tạt bóng của Minh Vương chính xác đến từng cm và mọi việc trở nên quá đơn giản với Brandao. Như vậy là sau 7 trận, Gia Lai thắng 5 và thua 1. Còn Hải Phòng thì thắng 3 và thua 4. Tình huống việt vị khá rõ của Đồng Văn Trung và đó cũng chính là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Những pha va chạm không cần thiết giữa Đồng Văn Trung và Kim Đông Su. Xin được chúc mừng Hoàng Gia Lai, họ đã giành chiến thắng một cách rất xứng đáng trước Hải Phòng ngay trên sân Động Lạch Chay. Và thầy trò huấn luyện Kia Thi Sắc tiếp tục duy trì được mạnh trận thành công của mình, 3 chiến thắng liên tiếp và 6 trận đấu không biết đến thất bại, 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích này đang giúp cho Hoàng Gia Lai vững vàng trên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn so với đội bóng xếp thứ nhì là FB Đà Nẵng. Và trận đấu ở vòng đấu thứ 8 của đối đầu giữa Đà Nẵng và Hoàng Gia Lai trên sân Động Hòa Xuân
sẽ là một trận đấu rất hay.